Sau đây mời bà con cùng đến với cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 dưới sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Chào mừng bà con đến với cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi này. Thưa bà con, nội dung bài giảng dòng 2 kỳ thi cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 hôm nay, bà con và các bạn sẽ nghe chuyên gia nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn là Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia về dịch hại tổng hợp, và Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc trình bày nội dung liên quan đến cuộc thi để bà con theo dõi. Thưa bà con, kết thúc phần trình bày ngày hôm nay, phần thuốc trừ cỏ, Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn trình bày khái niệm về thuốc trừ cỏ với phần phương thức làm cỏ chết nhanh. Mời bà con cùng nghe. Kính thưa bác thông dân, thưa các bạn khán đài, thì trong chương mục ngày hôm nay đó về thuốc trừ cỏ thì chúng tôi cũng xin trình bày một cái chuyên đề về thuốc trừ cỏ để bác thông dân mà tham dự cái cuộc thi bác sĩ trồng vòng 2 đó, chúng ta có thêm cái thông tin để chúng ta hiểu thuốc trừ cỏ như thế nào và sau đó thì nó phục vụ cho vấn đề chúng ta thi cử chúng ta. Thì chủ đề hôm nay thì chúng tôi cũng xin trình bày một số vấn đề về cái khái niệm về thuốc trừ cỏ và đề cập thêm chút xíu về thuốc trừ cỏ trên lúa. Thì chắc là trong những cái lần trước đó, thầy Thạc sĩ Ký Văn Ngọt cũng đã trình bày với cô bác một số những cái khái niệm liên quan đến thuốc trừ cỏ đó. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin bổ sung thêm một số thông tin. Thứ nhất là cái tính chọn lọc của thuốc trừ cỏ. Thì chúng ta cũng biết là thuốc trừ cỏ tính chọn lọc có nghĩa là khi nó không, nó chỉ diệt cái cây cỏ thôi mà không hại cây trồng chúng ta, chọn lọc là khác với không chọn lọc. Không chọn lọc là giết hết, còn chọn lọc chỉ diệt cỏ thôi mà không hại cây trồng ta vẫn an toàn. Thì cái tính chọn lọc của thuốc trừ cỏ nó có ba cái cơ chế của bác. Thuốc trừ chọn lọc sinh lý. Chọn lọc sinh lý có nghĩa là ta phun lên cây trồng, cái cây trồng nó có chất giải độc, có cỏ nó không có chất giải độc, cho nên là cái cỏ chết mà cây trồng chúng ta vẫn an toàn. Đó là chọn lọc sinh lý. Cái thứ hai là chọn lọc hình thái. Chọn lọc hình thái là một số loại cỏ nó có bề mặt lá nó rộng, lá nó ít cái chất sáp, lá nằm ngang, nó mọc xòe, cho nên ta phun nó dính nhiều thuốc cho nên nó dễ chết. Còn trái lại cái cây trồng nó có cái lớp sáp dày, cái lá nó nhỏ, nó mọc đứng, chúng ta phun ít bị ảnh hưởng cho nên nó còn sống. Đó là cái chọn lọc hình thái. Cái chọn lọc thứ ba là chọn lọc không gian, có nghĩa là cái hạt cỏ thường thường nó tập trung ở trên một cái lớp đất mỏng sát vào đất, cho nên khi ta phun thuốc nó rất dễ bị tác động. Còn rễ cây trái lại nó mọc đâm sâu đất xuống dưới, đất bên dưới đó, cho nên nó ít bị tác động của thuốc. Đó là cái ba cái cơ chế về tính chọn lọc. Cái khái niệm thứ hai là của bác cũng biết là thời gian tác động. Thì thời gian tác động thì như thầy Ngọt cũng đã nói rằng là chúng ta phân là tiền để mầm, hậu để mầm và hậu để mầm sớm, hậu để mầm muộn. Thì thuốc diệt cỏ tiền mầm hay gọi là diệt mầm là chúng ta dùng nó khi cỏ chưa mọc. Khi cỏ chưa mọc. Cho nên nó xâm nhập vào cỏ qua rễ. Cho nên thuốc chỉ xâm nhập vào cỏ qua rễ và mầm đang mọc. Khi sử dụng là chúng ta cần phải đất đủ ẩm. Cái thứ hai là thuốc trừ cỏ hậu để mầm. Hậu để mầm tức là cỏ đã để mầm rồi. Cho nên là chúng ta dùng thuốc trừ cỏ thì cái thuốc nó xâm nhập vào cây cỏ qua lá là chính và qua cái rễ là phụ, cái rễ đất thôi, chẳng hạn như là viên co, liposim. Ngoài ra tùy vào sử dụng người ta còn có là chỉ là thuốc trừ cỏ hậu nếp mầm sớm, tức là cỏ nó có 1-2 lá, hoặc hậu nếp mầm muộn tức là cỏ nó từ 3 lá trở lên. Cái thứ ba chúng tôi cũng muốn trình bày cái cách tác động của nó, thì cũng như cây trồng của bác, nó cần có quang hợp để nó sống, thì được quang hợp nó cần acid amin để tạo ra cái tế bào của rễ, thân, lá. Nó cần cái sắc tố để nó có thể hấp thu ánh sáng. Nó cần cái chất lipid, tức là mỡ đó, để cấu tạo màng tế bào. Thì dựa trên các yếu tố này, người ta chế tạo ra những thuốc trừ cỏ để diệt trừ cỏ. Trên đây là một số những cái thông tin mà cũng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với cô bác liên quan đến các thuốc trừ cỏ. Xin cảm ơn cô bác nông dân và các bạn nghe đài. Bà con vừa nghe Thạc sĩ Quỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn trình bày khái niệm về thuốc trừ cỏ với phần phương thức làm cỏ chết nhanh.
Thưa bà con, cuộc thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 là cuộc thi dành cho nông dân tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nông dân SBC trên cả nước do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn SBC phối hợp cùng Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức. Bà con được vào vòng 2 theo dõi đầy đủ các nội dung bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021 trên chương trình Nông thôn Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH trên làn sóng AM 610 kHz vào các ngày thứ Tư, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần, hoặc trên website SPC, hoặc www.spchcmc.vn, Facebook hoặc www.facebook.com/spc.truyenthong, YouTube hoặc www.youtube.com/bacsikeytrongspc. Thông tin bài dự thi vòng 2 kỳ 2 đến đây là kết thúc. Mời bà con cùng theo dõi thông tin bài giảng kỳ 3 vào sáng thứ Tư tuần sau, ngày 6 tháng 10. Thân ái chào tạm biệt bà con.